Hôm nay là ngày em trai anh dẫn bạn gái ở Alaska về Cu Little Sài Gòn này để tham dự lễ hội Tết ở Phước Lộc Thọ. Em mau sửa soạn đi, rồi mình sẽ đi đón chúng nó. À, sẵn tiện, em giúp anh cái điện thoại với, anh không nhớ đã để nó ở đâu nữa. Suốt ngày cứ để đồ đạc lung tung, bàn làm việc thì mọi thứ rải rác khắp nơi, không ngăn nắp gì hết. Thôi mà, tìm giúp anh đi nha. Anh hai ơi. Tụi nó kìa ăn. Dạ, con chào hai bác. Giỏi. Mỗi người đi đường có mệt không? Dạ không anh ơi, tụi em còn khỏe lắm, hay mình đi đâu chơi Tết đi anh chị. Cuối tuần nên anh chị không bận rộn gì hết. Mình có thể đi chơi cả ngày luôn. Thì hay quá. Ở đây ấm vậy mẹ. Đây là Little Sài Gòn đó con. Vào mùa xuân nơi này ấm áp hơn nơi mình ở. Đối với Alaska thì thời tiết băng giá là điều không thể tránh khỏi. Mà mùa xuân là gì vậy mẹ? Bốn mùa hoạt động theo chu kỳ. Mùa bắt đầu năm là mùa xuân, kế đến là mùa hè, rồi đến mùa thu và kết thúc vào mùa đông, rồi quay lại mùa xuân. Vì thế mùa xuân là mùa bắt đầu một năm mới đó con. Giờ mình đi lễ hội nha. Đi sớm kẻo trễ tiết mục múa lân thì tiếc lắm. Mình tới sớm quá nên xe cộ còn thưa thớt. Hay mình cứ vào trong Phước Lộc Thọ chơi trước đi, rồi đợi đến khi lễ hội bắt đầu thì mình tham gia luôn. Ai là người tổ chức lễ hội này vậy anh? Là hội đoàn của thành phố đó em. Họ chuyên tổ chức những lễ hội như thế này mà. Sinh hoạt của cộng đồng người Việt mình ở đây nhộn nhịp quá em ha. Anh thấy người ta tham dự lễ hội vui vẻ quá chừng. Mọi thứ được trang hoàng chỉnh chu theo truyền thống của người Việt Nam mình. Hình như bên kia có người đang hát karaoke kìa mọi người. Hay mình qua đó xem thử đi. Hình như đó là cây nêu phải không mẹ? Con nhớ có lần mẹ đọc truyện cây nêu ngày Tết cho con nghe. Cây nêu là một vật không thể thiếu trong ngày Tết Việt Nam vì nó ngăn không cho quỷ dụ vào nhà. Ồ, cháu giỏi quá, người Việt mà biết được và hiểu được truyền thống của mình là rất đáng khen. Cháu cảm ơn bác. Hay là sau khi đi lễ hội xong, cả nhà mình về nhà chị chơi bầu cua cá cậm đi. Em đồng ý cả hai tay luôn. Tết đến phải chơi bầu cua mới vui. Cảm ơn anh chị đã đón tiếp tụi em nồng hậu trong thời gian qua. Không có gì đâu em, tụi em về đây chơi là anh chị vui lắm rồi. Tụi em có bàn bạc với nhau trong một tuần qua. Em và chồng em dự định sẽ đưa cháu về Cool Little Sài Gòn này sinh sống và học tập, để cháu cảm nhận được sức sống của cộng đồng người Việt mình tại đây. Hoan hô ba mẹ là số 1. Thế thì còn gì bằng. Anh chị hy vọng rằng sẽ sớm gặp lại hai em trong một ngày gần nhất. Gia đình nhớ giữ gìn sức khỏe nha. Thưa hai bác, cháu về. Tạm biệt Tạm anh biệt anh chị. chị.